Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chủ tịch thành phố Bến Cát lên tiếng về cơn mưa lớn khiến nước ngập sâu đến ngực người. Sáng 27 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động liên quan đến cơn mưa chiều tối 26 tháng 8 gây ngập sâu tới ngực người tại một số tuyến đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và 3. Ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục. Theo ông Nguyễn Trọng Ân, bước đầu xác định nguyên nhân gây ngập lụt cục bộ là do một số cống thoát nước bị người dân tự ý dùng vật dụng che chắn hoặc bịt kín. Ngoài ra, do nước chảy mạnh khiến rác thải dồn ứ ở miệng cống, dẫn đến thoát nước chậm. Ngay trong tối 26 tháng 8, tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, khơi thông các miệng cống thoát nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Cát nói, như báo Người Lao Động đã thông tin chiều tối 26 tháng 8, cơn mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều phương tiện và vật dụng trôi theo dòng nước, trong đó có nơi nước ngập đến ngang ngực người đi đường. Tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3, dòng nước chảy xiết, cuốn trôi xe máy, ô tô, làm hư hỏng tài sản của người dân, gây thiệt hại đáng kể. Nhiều người bất lực nhìn chiếc ô tô trôi theo dòng nước, sau đó bị cuốn xuống một con kênh, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải dùng cẩu để trục vớt. Dòng nước chảy xiết khiến nhiều người lo sợ đến tính mạng, chấp nhận để xe máy ở lại rồi chạy vào nhà người dân trú. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố Bến Cát được huy động để hỗ trợ người dân vượt qua các điểm ngập lụt, đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn. Nhiều người phát hoảng khi phát hiện hàng chục bình ga màu đỏ trôi theo dòng nước chảy xiết trên đường, gây nguy hiểm. Nhiều phương tiện buộc phải dừng lại để tránh tai nạn. Được biết, những bình ga này là của một công ty sản xuất ga trên địa bàn. Đường phố chìm trong biển nước, ô tô ngập ngang gương, người dân câu được cá to giữa đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23 tháng 8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23 tháng 8, có nơi trên 80mm như Quang Vinh, Cao Bằng 148,2mm, Đồng Quang, Thái Nguyên 125,3mm, Mông Ân, Lạng Sơn 89,3mm. Tại Thái Nguyên, từ đêm 22 đến sáng 23 tháng 8, trên lưu vực Thượng Lưu Hồ Núi Cốc xảy ra mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 80mm. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mực nước Hồ Núi Cốc vào lúc 6 giờ sáng 23 tháng 8 ở cao trình, cộng 46,59m. Nhằm đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên vận hành xả nước qua tràn Hồ Núi Cốc vào sáng cùng ngày. Nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước, giao thông tê liệt. Nhiều loài cá từ ao hồ tràn vào khu vực dân cư, nhiều người dân thậm chí còn câu được cá ngay trên đường phố. Thông tin từ chính quyền xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 8, trên địa bàn có một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua ngầm tràn. Hiện lực lượng chức năng chưa tìm thấy nạn nhân. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định nguyên nhân đợt mưa lớn ở miền Bắc hiện nay do hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao 5.000 m kết hợp với trường gió Đông Nam, khối không khí biển từ phía Đông vào. Ông Hưởng cũng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng ở các khu đô thị, vùng trũng thấp và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa đến hết tháng 8. Trong tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, do đó khu vực này vẫn có nhiều ngày mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này vẫn cao, đến rất cao. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu ở Thái Nguyên. Trận mưa lớn kéo dài từ tối ngày 22 tháng 8 đến sáng ngày 23 tháng 8 đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu từ 30 đến 70cm. Một số nơi trong thành phố có lượng mưa to đến rất to như xã Phúc Trìu, lượng mưa đo được là 124mm, phường Đồng Quang 71mm.
mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chính ngập sâu như Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn, đoạn qua cổng Đại học Thái Nguyên, cây xăng Tân Lập, cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại đường Z115 có đoạn ngập hơn 70cm, một ô tô 4 chỗ bị nước cuốn trôi hàng chục mét. Tại đường Quang Trung có điểm ngập sâu hơn 40cm, nhiều ô tô và xe máy bị chết máy. Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhiều tuyến đường để phân luồng giao thông, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các phương tiện đến nơi an toàn. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng cảnh báo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, khu vực đô thị hạ du lưu vực sông Cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết, mực nước hồ núi Cốc vào lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8 ở cao trình cộng 46,59 m. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty sẽ vận hành xả nước qua tràn hồ núi Cốc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 năm 2024 tại vị trí tràn xả lũ số 1. Lưu lượng xả dự kiến từ 50 đến 200 m khối một giây. Khi thực vận hành xả nước qua tràn, dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân và nhân dân sản xuất kinh doanh dọc hai bờ sông Công gồm một số xã thuộc hai thành phố Thái Nguyên và Phú Yên. Công ty đề nghị các tổ chức cá nhân liên quan phía hạ du sau tràn có biện pháp phòng tránh và chủ động trong sinh hoạt. Khẩn trương tiêu thoát nước, dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau mưa lớn kéo dài ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 22 tháng 8, trên địa bàn đã xảy ra mưa diện rộng. Tổng lượng mưa đo được đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 tại một số khu vực cụ thể như Hoàn Kiếm 108,9 mm, Hà Đông 107,9 mm, Ba Đình 112,8 mm, Hoàng Mai 130 mm, Đống Đa 64,5 mm, Thanh Xuân 95,1 mm, Cầu Giấy 115,6 mm, Hồ Tây 95 mm, Hai Bà Trưng 104,2 mm, Nam Từ Liêm 110,8 mm. Thời điểm 6 giờ ngày 23 tháng 8, qua công tác kiểm tra của công ty Hà Nội, có một điểm ngập tại đường Vũ Xuân Thiều, giao thông đi lại chậm. Đặc biệt, do cơn mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 22 tháng 8 đến rạng sáng ngày 23 tháng 8 đã khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường bị bật gốc, đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại. Dù mưa lớn kéo dài, người dân và lực lượng chức năng chủ động dọn dẹp một phần cây cối bị đổ ra đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, để tiêu thoát nước kịp thời, phòng chống ngập úng, từ 5 giờ ngày 23 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực giải quyết thoát nước, vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý. Công ty đã vận hành các cửa, phai của các hồ điều hòa Đống Đa, Bảy Mẫu, Đầm Chuối và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định. Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm Giám sát Hệ thống Thoát nước và lên phần mềm HSDC Maps. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các lực lượng, phương tiện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội tiếp tục tập trung làm vệ sinh, kiểm tra, thanh thải, đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, sẵn sàng đón các đợt mưa tiếp theo. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.